你说我这个洗菜机可刚刚好使。姑娘，可得保点，可少当保你改，可怎么可叫会活的过得去呢？叫侬哎，可容易改，可要我理解。没得去，你一般一点，你有没有老师？你太自己学，我那个没会活的过。姑娘，这个好领导呢，可不少多些，才个各种鸟事哦。你走。Hãy nói tôi xin mời nhà này. Tôi mà muốn thấy con nhà đó. Sẽ lo luôn thôi. Phụ là mẹ tôi. Cô nhà. Có hãy đến đây. Tôi chỉ sợ lâu. Lúc mẹ đi chán nó. Mẹ tôi. Con nhà muốn thôi. Chỉ sợ lâu cũng xin. Nhớ trò luôn thôi phụ là lo. Mẹ tôi. Giờ thì hai nên trái có mù lo. Nhà hiên dọn trống cỏ. Nhà tôi mới tốn dịp lô. Nhà tôi mới tốt cơ. Thỏ có hồ nhà lông bé sau anh ta này thấy có mùa. Cô nhà. Sao hãy lấy cỏ. Cô tất cả trả chỉ tốt cơ là cô nhà. Nhà tôi mới tốt cơ. Nhà rau xe lỏ. Cô nhà. Có sao cho một chơi không nha? Nha. Có cho một chơi lại vừa nói thứ nhau không nha? Cô nhìn nhà tôi là tìa. Lúc còn mỏ hơi hoa, nhỏ lúc ở chùa. Cô tôi là cho lúc ở chùa nó là. Chưa có sự một sâu sẽ bỏ bỏ. Nhớ tìa bỏ chè của sự lòng chè sẽ lòng bà lai không. Mình nói lo lấy cái cục lúa của mình cũng như hai cục lúa wow rồng nó rồng lấy chạy đi tiếc là họ đã chỉ cho tiếc rồi rồng đi mang đi hỏi cho có gì xin lòng với tôi một việc tạo lúc đồng nói gì chỉ mới tụi tí này đi rồi chúa thiên nhiên của nó đúa tận đã chỉ liền đã lời xưa do lời mà có gì sang lời ấy chúa này nó đúa tận nhau đã ấy chỉ này chỉ liền xưa chỉ có phải hai gói một chơi ủa đi cha nhưng cái thằng đầu lúc đồng nói chúng mới tụ cho tôi lúa tôi đồn chạy con dậy nhẹ đi đó bây giờ mua hay ta gì chỉ mua đi rồi chúa thiên nhiên đúng đúng tận đàn chỉ liên đàn là xưa à của chị sinh lò rất cơ mà chị vô lên nào
一边呢种多盐的木长得多，中国在山上我在过年的呢。这那新年都多打开拍拍摄，小年龄在把菜啊，这没别的嘛，我叫谁过来啊？他也见到了，在大路中了，你今年一个酒叫多多带多多呢。要不这些了，我妈妈山上过来呀，我领他，拜拜。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ这么多呢，你要老，你要得了菜，我吃鸡蛋，小根早晨，哎呀，俩早上小，你这桌上多咱爸，我加倍吃，坐，搞个几百杯，几十老外，几十老母老还搞呢哈，搁镜头边站着，你，嗯，怎么，几十老有三个么？几十老都忘账了，有哥吗？哎，啊。这些老有谁？搞么啊？这些老都忘记了，啊？哎，你怎么能跑路的？搞谁害多少？哎呀，这老幺，坐。我这老，我被别着那天，我忘记坐车那天呢。这里，你还弄这个去摆了个脸呢？这老还知道你坐了摆几个摆过几个？厉害，拜拜。啊！喂、啊、呢，这个就坐上你坐的呢。哥，哈子不子，哎呀，梦还刚过一激动，没过路了嘞啊！哎，你要赌博呢，人家去讲讲的，你赌博不中的噻，你不是还去当赌嘞？对，哥要哥二号来家嘛，我就还等着二路之一，你还去当牛了嘞啊？小哥马子，我呢，你莫挨你老太太让你去干了，人家莫。够了啦！我老爷呢，估计当着老爷去倒来，哎呦，一种冲到哪种来来，你专门那些工具，我冲到哪来？你还讲工作去到自己去过的哈，你叫冲啊！我来了嘛，子，有嘛的阿木还能多？拜拜。哎呦木，俺那专门倒你木，没顾到了嘛？哎，木顾到了，你不等人讲啊？啊，干爹嘛，你那老是回去。我都搬了去。啊，干爹，干爹，好嘞。我都搬了木棍那种，给说。哦，好走，来走嘛。好走，来走。广州拜地界，有几家？如果拜地，你龙岗就要到广州了哦。哦。买了要晒网呐，你去包我家呐，这么拽，哎，去包我呢，你才你找那里家呐？这坐呢，你们，我问你这么坐，咋了？哎。等等，坐。哎，咱俩姐，你这干的什么事？那啥啊？坐啊！坐啊！坐啊！你坐嘞，你把路行的几台子呢？老老，你叫个么？在我本城工作呢？老人了，嘿
我的天啊！哦哦，我这是什么事？完了，哎，你坐。哎，这么多人，啊，这个人再换也够事了，这怎么可能？ 要弄了嘛，明成功走，在都和你好弄弄了呐，弄弄不弄了，搞得去塞呐，搞中塞你呢，年纪不够用的去了哟。那你啊，咱俩去弄到，可就叫人去，我就不塞你了。今天我叫人了呢，我过天问你啊，成功走不了塞你了。我立马不走。 做那个事，搞这老窝蛋呐，搞这有个糊涂面成功做，谁不都是呢？糊涂在蛋炒椒卤，肉酱酱炒好弄汤了，弄得几干一碗，搞起煎的个那个卤了么？要嘛，你弄个啥？搞这个酱油能干啥？么啊，弄个豆皮干啥？哟，阿姐，搞平台搞起油能是嘛？要嘛，搞酱油能嘛？那你天去当农工做个家一家，搞天你老二，我弄弄，收钱弄嘛。 可是天呀！天饿哎，老外估计都成老二，你就。可是我觉得这个。可是你路上跑的那个都变成工作，你去晒了。晒二斤到了，我再给几老母晒了就行了。可是我们不在，你白住，你白晒了就。 胸膛好多一点，肉肉肉肉好，包括你的包，肉肉肉，包括你妈的肉肉包，阿姐。晒了嘛，工作，可就让我去的个啦。要了嘛，你弄个啥嘞？可是我晒都嘛，我弄的干嘛？可是晒那个晒多哟。阿姐，可是不晒错？可是晒那个晒成啥？没错。 我明天第一，我讲我早起晒，我早起转家呢。明天工作，过几年的咯。
nhà nào cũng chơi chơi cũng có phải người thấy tôi bỏ nước là kêu nhiều không chơi anh nhận nước tới rồi trời phải theo cứ chỉ phí lớn thôi nên con giờ có chơi sáng thì tiếp theo nó chúng có phía che nhưng có phải người thấy thuốc hơi tê rồi chị em nhớ chị em nhớ say ô nhiệt độ tao tăng món này ngon giờ trời ơi nhiệt thế hai yo yo tôi chỉ phí kiếm lên chưa à chị em nhiệt độ tao luôn thì vừa chiều cho lần đầu chúng đầu nhà bé ông nhung á thì vừa tôi ra thương sợ yo để cú yo Thank you.